Rồi, mình xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình đi quay xe cuốc cho bạn xem nha các bạn. Trước mặt các bạn là một con S280 nha các bạn. Đang gấp đất lên xe ben để đắp nền với lắp hầm nha các bạn. Con xe này là anh nói là chở tầm khoảng 150.000 một xe nha các bạn. Đang gấp ở dưới sông nè. Rồi chỗ này thì lấy cũng sâu rồi nha các bạn. Cái bãi này nãy mình có hỏi thăm chủ nhà thì đã lắp được 1-2 quận rồi nha các bạn. Nên là giờ bút lắp cho nó cao lên nữa. Rồi anh chị em nào có mà nhu cầu thì cứ liên hệ với mình ha. Số điện thoại mình có để trên phần mô tả đó. Thì các bạn cứ vào đó và muốn gấp đất này kia thì cứ liên hệ khu vực chị Thủy Hậu Giang nha các bạn. Rồi chỗ này nó hơi vướng cây vậy các bạn ơi. Xe này 280 để F2 nha các bạn. Phía trên thì có một xe đang ban ga nha. Đẩy cái tới cần ngập cần luôn kìa, quá trời. Nghe không? Gào này bề ngang khoảng cỡ 5,5 tấc 6 tấc nha các bạn. Đây nè, chạy lượt hai xe luôn. Mình quay chút xíu nữa rồi mình lên trên mình quay chỗ cái bãi đất cho các bạn xem. Rồi gào đó ít đất ha. Là lên lấy hồi sáng giờ mình thấy rất cũng nhiều đó, nó đẩy cái ngập hết trơn thấy không? Wow. Cần theo mình đoán khoảng 15 mét nha các bạn. Còn này khoảng 15 thôi, không có dài nữa. 15 hoặc 13. Xe kia đây chuẩn bị giọt rồi đó. Giờ tới xe này. Chiếc xe này chạy vô rồi mình theo vô trong đó mình quay ha. Trên bờ như có một chiếc xe nhỏ đang ban mà không biết xe gì để mình vô mình quay cho các bạn xem. Mất biết cây coi hả hồng ra thì nhìn thấy ghê không. Như con rắn là các bạn. Cái này có vài cây răng đó, răng rắn luôn. Cái gạo này còn thấy là đẩy ngập ngập ở chân nha các bạn. Cần này mình thấy thì nó cũng hơi cũ quá bạn.
luôn ha. Bắt đầu xe này vô rồi mình đi theo nha các bạn. Xe này không có đồ bảo vệ cho nên lộ nguyên cái tuần máy ra ngoài luôn. Xe này có gắn turbo mà quá thối rồi. Trên này con Hitachi chứ ạ. Hitachi này chắc 60 bạn ơi. Đây là Hitachi đang ban vô. Để rất nền ha. Vuốt nè. Ở đây như lúc trước làm mưng lá hay sao mình thấy có bọc lá nè. Bọc lá nó lên nè, trước mặt mình nè, màu vàng tươi luôn. Con này UH nha bạn. Hitachi UH. UH M03 quá. Đang vuốt. Hồi nãy mình có hỏi anh là như là múc lên dưới mà chở xe ra đây luôn, ban này kia là 150.000 một xe, các bạn tùy theo xa gần ha. Có anh chị nào muốn có nhu cầu ở khu vực Hậu Giang ha, vị thủy này nè, thì cứ có số điện thoại đó thì mình cứ alo ha, hoặc là mình bình luận ở dưới phần bình luận đó. Thất này mà nó khô lại rất là cứng luôn. Tiếp chiếc này nữa nè, mình thấy đầy rồi đó, đang chạy lên. Ngang lộ xe này kia mình chạy ngang phải cẩn thận thôi. Mấy chiếc xe mình thấy các bạn thấy không, nó lộ máy cho mình. Ảnh bào quá bào luôn. Quá trời bào. Chiếc này có một kiểu luôn, nó bào quá trời bào luôn. Bắt đầu anh bào cho các bạn xem nè, nó turbo nó hú nghe kìa, nó cái e kìa, ở ngoài nghe rất là phê luôn, thổi vé kìa.
xế này làm bỏ dép luôn rồi. Đi xuống ghe luôn. Giờ này tới giờ nghỉ trưa rồi các bạn ơi, 11 giờ rồi. Mấy anh em đang nghỉ xuống ăn cơm ha, để mình đi xuống dưới rồi. Múc xong hai xe này là lên quốc cơm rồi. Chưa quá rồi ha. Ở đây cây nhiều quá, cái góc quay cũng không có được đẹp. Còn lúc cần luôn kìa. Ồ quá trời, hình nại xeo kìa. Đó. Mất biết không? Ngập cái này chắc cũng tầm khoảng 10 mét á. Và video của mình tới đây cũng tạm thời kết thúc các bạn. Các bạn xem xong thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình bạn ơi, và cho mình thêm một like nữa các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo luôn ha.